ta đến với mắt thi đấu thứ ba giữa Mau đối đầu Complex City. Johnson với duo Barretta đang ở đâu đất, một mạng double kill. Chưa có chip của hai bên bắn nhau đến là 500 hiệp ở đây luôn, mãi mới có một người chết. Có khi một viên làm luôn này. Vậy tempo muốn chơi luôn hao rớt này. Không thành công rồi, được tình huống phải là 2v2. Có một cái gì đó hơi tham lam đến từ Toji. Hai vét thai thì cũng vẫn còn một chút cơ hội, nhưng một vét thai thì khó rất nhiều. Mặc dù là Siwi anh ta có đua Barretta. Có smoke, Siwi ơi có smoke. Nhưng có smoke pha này đặt ra gỡ luôn cũng sẽ bị đối phương tổ quay, và bởi có hai người cho nên là bắt buộc phải tìm ít nhất là có một vét một thì còn có cơ hội. Tiếc quá đi còn gì nữa. Akagali, ủa trang bị thật sự là khủng khiếp. Đợt đẩy này thì sai trái đến từ vị trí của Sơn rồi, nằm luôn. Hai người đi đẩy, bắt được lại vị trí của Green. Vẫn còn Elite. 2-2 trong round thi đấu, đối phương nhiều súng như thế này là lãi dành cho bên phía của Mau. Và bây giờ thì CUI với PA50 sẽ làm mấy đây? Đầu lượt với 5-7. CUI ơi! Thí bồ rất sâu. Và CUI cũng nằm sau một pha giạt đến từ vị trí của Hà Dương. C4 đã được đặt xuống thành công. Chim phát đang về. Em phát 2K6. 1 cân 3. Khó. Không có kíp. Phát có 5k trước với Hauser cơ. Giạt là mồm này. Nên là xếp luôn. Round sau thì thôi một khẩu Gali. Chứ bây giờ làm gì còn cơ hội nào nữa. Nào. Check kỹ hay không đây. Như vậy là bỏ qua rồi. Chim phát sống. Trong City bắn cũng không thấy có đội tuyển nào bắn City thực sự chắc. Phát có một với trái flash hỗ trợ điểm 10 của Johnson, không phải là double kill. Khẩu Gali đã rơi. Trong bom sai thì toàn là các player chơi với chiến lược không giáp mà thôi. Phép màu nào khi mà Floppy game về được double kill. Shui bắt được vị trí của Grim ở đây. Hay là hai Gali rồi. Nhưng vấn đề là hai ông này không có giáp. Thấy cũng chỉ là một bonus round thôi. Đấy rồi, lửa hay, quả lửa rất hay. Shui bắt thêm được vị trí của Floppy nhưng từ từ đã vội thế. Tầm chế hip hop. Phải nói rằng dù là Mossport để thua nhưng mà trong 3 round nhiều đó thì cũng có những tín hiệu khá là sáng nước. Nên tôi nghĩ rằng với cái gun round tiếp theo thì Mossport có lẽ sẽ có tình huống đòi lại những chiến thắng mà thôi. Gần đây khi map thi đấu đoàn nghiêng ti thì với bản thân tôi thấy cũng không bất ngờ nên lắm. Rội ra là căng đến từ bên phía Complex. JT bỏ qua làn khói và JT trộn. Bắt ngay được lại với chung của JT. Kẻ trộn này, Toshike trực diện cậu ốp phế luôn tầm nhìn rồi. Và smoke là rất ý đồ, thêm một quả lửa nữa. Bằng set đồ khá hay đến từ bên phía của Complex City. Thêm trái flash được dội vào, chắc chắn là người ở mid bắt đầu phải quay về donut rồi. Trong lúc đó thì Elite hạ cũng được siêu y. Và Grim nằm xuống, hao rớt cũng ra đi. Toshi với cậu ốp vẫn đứng vững ở trong tempo. Một mình anh Phan Đình Tùng thì khó. Complex nó set bài tốt, nó set bài hay đấy chứ. Một quả smoke rất ý đồ để cho các thành viên Complex có thể từ tiếp cận vào bên trong bom sai và sẽ dần dần kiểu tan đi, sẽ tạo một chút sự bất ngờ cho đối phương. Complex nhìn quả smoke là cũng biết ngay rồi. Nhìn nhạc hiệu đoán chương trình là quá tốt. Họ cứ thấy họ xả đạn thôi. Quá đau đến từ đội chủ Elite. Vẫn đang là smoke và lửa hai bên. Shui đấy bắt được hai. Elite với Eagle không vượt qua được Toshi. Gun round Frostbite của bên phía Complexity kết thúc rất nhanh rồi. Nó đã hết tại đây rồi. Đây sẽ là chiến thắng tiếp theo dành cho các thành viên của bóng Sport. Và Complexity yếu tiền. Rồi, mò được một người. Nhưng mà góc này chưa nhìn thấy Grim. Grim pha này không chịu được bất kỳ mạng nào cả. Nó là chiến thắng dành cho các thành viên của Mau. Hai ốp được lấy về dành cho bên phía của Mau. Giá trị là rất lớn ở đây. JT đổi một, chắc chắn là chết rồi. JT cũng đã nằm xuống. Ba đều dành cho Mau. Rất sợ những khoảnh khắc mà các player họ trông đấm đá vào người mình. Rồi, lại vỡ rồi. Ôi, ổn. Được chưa ạ? JT và Grim nằm xuống, bây giờ tiếp tục đi qua smoke nào. Ôi, viên ốp trượt thì đi qua smoke thì Crowder không chối từ cái món ngon này được. Dead by. Không, đó chỉ là một quả smoke được nhồi ra mà thôi. Copy còn 12 máu. Elite đã bị đẩy bởi Jim Fat.
Kim Phát đang đứng ở trong khu vực donut và bây giờ thì Elite sẽ là người tăng về trong khu bóng sai A. Vào kiểu gì? Thật, bây giờ tanh bom A cũng phải về, chưa kể donut cũng kê. Hết bom, còn cái gì vào đâu. Sờ mốc không có, và bom A mà không có sờ mốc bạn bị bắn từ hai hướng rồi đã chết rồi. Mà ít nhất là phải có hai quả, ít nhất phải có hai quả smoke. Rồi, Elite bò bắt được một người, còn Kim Phát, Floppy yếu coi như không tính tiền. Sẽ là 4-3 rồi, chúng ta phải có spot thôi. Và như đã nói trước đó rồi, trận chung kết trọng có được 5 round bên phía Sinkside. Rồi, Facebook của Tursurson và nó liếm luôn cả đám của ấy chàng dây tạ. Dây tạ có thể sống, chủ tịch fan, chủ tịch tung, rồi luôn. Kiểu gì cũng sẽ có người bước, xấy nguyên một đường, rất tín tay. Tiếc là Grim chưa chết thôi. Đi luôn, thêm quả smoke chốt ra khu vực đầu Iran. Tìm chỗ siêu thoát thôi. Sẽ là 5-3 dành cho Mau. Mau thì lại hơi tệ ở trận thi đấu chung kết và hy vọng lần này nó mọi thứ nó khác. Thi đấu mộng đẹp. Toàn gặp Thành Đô và hay gặp Fake Clan. Fake Clan lúc đầu rất lởm chởm luôn nhá. Xong đến mấy trận playoff và đặc biệt là trận chung kết luôn, Fake Clan khác hoàn toàn. Có khi có một. Ở đây Shui vẫn đứng vững. Chút cả Deagle nào thì chết cô máu nào. Ôi, Free Fire hết đạn cả hai súng rồi. Thôi được rồi, vẫn có Kim Phát bảo kê. Hơi sấy xác tí rồi nhá. Và Complexity thì họ đang cố gắng chiếm kép. Shui lần này gọi thêm cả Brolin ra để làm việc. Và đảo góc cho nhau đến từ Shui và Brolin. Nào, tôi đã spam khá khó chịu đến từ các thành viên Complexity. Roland vẫn đang muốn cường giữa trái trách phải. Shui đổi mạng thành công, vẫn là làm hai đến từ Shui. Trái flat pop ơi, flat ơi. Nhưng quả nét thì nó lại là chính xác, và Floppy đang muốn trả đồ. Shui cường luôn, cũng đã là đổi khá thành công đến từ Shui rồi. Khẩu ốp của Toji phát hiện ra vị trí của đối phương. Kép đang ép vào, và Sơn cẩn thận check lại khu vực mid. Nhưng thời gian như thế này thì 41 giây là quá khó để Sơn có thể lo hai đường. Căn bản bây giờ Mossport họ còn tới một rổ đồ trong tay, không phải sợ ấy. Nên là chấp cho Complexity có thể hạ ra C4 đi rồi làm gì cũng được. Và bên phía đội Complex họ chuẩn bị hết một tơ để tận cho spam trên Floppy. Floppy thì là người yếu máu với tôi. Nào, Grim với Hauser. Sơn hăng máu lắm rồi. Ba game nào cũng xanh. Bây giờ check được một trong hai, tôi tin rằng là chiến thắng này nó không thể chạy đâu được cả. Nhưng Kim Phát cần phải nhanh hơn. Kim Phát cần quay về. Cậu Phát chưa đến, bây giờ thì đến nơi rồi. Hauser. Ôi tôi, này phát này thua rồi, đừng có đấm bàn nhá. Có đấm không? 6-3 dành cho bên phía của Mau. Lửa vẫn sội. Không thể tanh qua khủng heo mâu như vậy được. Đạp lửa đến từ chủ tịch JT ăn nết, còn lại 8 máu. Ăn thêm quả lửa. Elite làm một sau đó thì Grim nằm xuống. Floppy cũng ra đi. JT còn 4 máu và Hauser còn lại 49 máu. JT nết bay. Ôi Hauser cũng yếu luôn rồi. Thằng dũng cả M4 ra để chơi. Đó là khô máu luôn đến từ khu vực DRAM. Shut down hoàn toàn đường tấn công Complexity. Lại thế rồi, lại tiếp tục là bi lên thôi, lại tiếp tục là khung keo bầu thôi. Di chuyển ra Elite lại tiếp tục đổi một ở đây, nhưng lần này Grim hạ khúc đi với chiếc của Kim Phát. Nhưng lần đang muốn đẩy khúc đi ra đớn đạn spam chưa quá đau đớn vào người của JT. Ba người đang kẹt lại ở ram, một người vẫn chưa di chuyển qua được khung keo bầu với quả smoke, và đang là hai player bên phía của Mau đẩy luôn. Theo thời gian thì làn khói này sẽ tan đi, lúc đó các thành viên của bên phía Complexity họ có thể tái chiếm lại được. Họ có một trái flash, họ có một trái flash để bớ vào vị trí của Shui, cũng đang rất cẩn thận kê lại ở khu vực bom sai. Bây giờ là một góc vắt ngang của Shui, chắc chắn là bị check rồi. Một mạng cho Shui, double kill cho Shui, không phải là triple kill vào đây rồi. Rút kịp USP ra để làm cho mình cái triple kill. Điểm nhặt về một AK, nó không mang lại nhiều ý nghĩa trong round thi đấu này. Hết rồi. 8-3. Grim của đang chốc. Sắp 9-3 rồi này. Xong luôn 8-3. Chúng ta phải nói rằng gần đây thì cũng không có
trận thi đấu BO5 nha các bạn. Hy vọng là một trận BO5 sẽ có ít là 4 map thi đấu vậy. Quay trở lại với trận thi đấu này mà tôi đã có một chút sự kháng cự, nhưng mà Sersun lại làm phút phát hay nháy. Chán thế nhỏ. Hai nháy này là lợi thế Complex mất hết luôn. Hy vọng đang về với các thành viên Complex City thì Sersun làm quả quân mình cách biệt luôn. À, và bây giờ Brolin và Sersun có lẽ là không nên đẩy nữa, khi mà các thành viên bên phía Complex City cũng là đang chủ động kê lại, đặc biệt là vị trí của Floppy. Nào, khó rồi, đẩy ra đây kiểu gì chết một, thậm chí là chết cả hai. Một mạng thôi là tốt rồi. Và bây giờ sẽ phải lùi lại khi mà Hauser vẫn còn khẩu ốp ở trên tay. JT bắt đầu di chuyển khu vực Ram. Complex còn đồ. Bây giờ hai player Complex City sẽ phải chọn một hướng để đi chung với nhau. B không? Ồ, như vậy là đánh A. Đánh A. Và vị trí của Brolin thì đang ở trong tempo và có vẻ như muốn di chuyển dần về khu vực City. Check rất cẩn thận, kê lại ở mid. Kê mid là muốn vào từ donut. Đúng rồi, đúng góc này để kê lại mid là hợp lý, bởi vì đối phương thì vẫn có một khả năng đâm vào mid để móc vào A được. Nhưng bây giờ thì Brolin nào, khẩu súng sở trường, khẩu súng thương hiệu nhưng không mất scope. Và đó là đi luôn. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình Siwi mà thôi. Đối phương có lẽ phần nào đó cũng sẽ đoán ra những hướng di chuyển của anh chàng này khi mà cũng đã đi được một vòng trái đất. Quả này thì có lẽ là không có 93 rồi. 48 thôi. Dù sao thì 48 vẫn là một tỷ số đẹp. Không có smoke để Siwi có thể xử lý. Em ơi, tỉnh táo lên, tỉnh táo lên. Mau đối đầu với Complex City. Quả đông súng nổ ra, mấy chủ tịch làm một chủ tịch yếu luôn rồi. Chủ tịch cũng đã rút về, nhưng tốn mất quả lửa này chỉ để đẩy lùi vị trí của chủ tịch thì thực sự là nó không cần thiết. Roland, đau lớn, ui hai yếu, xông lên anh em, ôi quá yếu. Đây rồi, ba mạng rồi, chủ tịch yếu rồi. Rim có cho mình đùa Barretta vào chiếc giáp cột, xếp lại luôn chứ còn gì nữa. Không có gì phải nghĩ cả, xếp súng thôi. Như vậy là cảm giác như Complex City chỉ ăn được mau ở đúng map thi đấu đầu tiên là Vertigo thôi. Sau đó gần như là hiện nguyên hình. Nhưng mà nói rằng cái bộ dạng này ở Complex cũng là bộ dạng mà chúng ta cũng không hay thấy nhiều đâu. Quá dĩ này, núp trong lùm cây à? Cosplay. Cosplay những người lính ngày xưa chăng? Elite nhưng mà lại quốc tịch Việt Nam. Bụi cây biết nói, ẩn thân chi thuật. Bụi cây biết bắn. Rip. Đấy rồi. Cái gì khó khăn cho Rim à? Thôi xong rồi. Sersun bắt nốt 2 rồi. Bao này thì Eco thôi chứ gì nữa. Để xem trận đấu này thì như thế nào đây. Phúc luôn á. Lên tay, nhưng Complex City họ bay như này, có lẽ là họ có ý định chạy hát đấy, nhưng bây giờ ngã round này là khả năng cao để mau lên 11 luôn rồi. Elise đổi một nhưng mà sẽ có thêm những sự bắt cóc vào thôi, vẫn chỉ đang là một vài tình huống đạp đổ ra mid để Faker dụ dỗ đối phương, nhưng trong A vẫn chưa thấy thông tin gì. Và đây đang phải quay lại check chi để một mình Hauser rất kê lại. Rớt với khẩu scout, đối phương đã ép gần vào trong khu vực kép rồi. Những cái góc thi đấu như thế này mà tấn công vào khu vực bom side B thì tôi tin là Complex City chỉ có đi thôi. Và cái lỗ di chuyển như này có lẽ là Complex City đang muốn xếp súng, chứ nếu mà cố thủ ở trong B thì không được. Một khẩu scout duy nhất thôi. Smoke phế luôn. Hai quả smoke che hai bên. Kín mít rồi. Vào đặt C4 thôi, sớm vào Hauser sẽ spam. Ui này thì spam này lại chủ tịch cộng Grim. Chủ tịch yếu rồi. Thôi. Hết. Chắc chắn sẽ là màu spot ăn được con số 14. Thậm chí là 11-4. Bắt luôn là Grim. Nào Elise, bây giờ có cái vi trong tay thì giữ cho kỹ vào. Xếp rồi. Xếp ở đâu bây giờ, chủ tịch ơi? May quá mà các thành viên bên phía của Mau họ đi tìm cũng không phải là đi tìm ở trong khu bom Saya. À thôi, sẽ xếp lại được khẩu UMP và để đối phương lên 10, ra 6 Eco để đối phương lên 11. Được. Chạy lên cho cháu ơi, lộ rồi. Xin nhắc lại quý vị các bạn, đó là vào 21 giờ tối nay
thì hoàn toàn có thể là 3-4 giờ sáng chúng ta mới kết thúc nha quý vị các bạn. Nào, quay lại với game thi đấu này. Đây sẽ là một loạt thi đấu bonus để cho máu spot thôi. Bắn nhanh nhất có thể, bắn không số lùi. Và với khẩu phạt đồ trong tay của Sersim đã làm tới 4 mạng. Không có bất kỳ một cái vết sạn nào đến từ máu spot trong round thi đấu vừa rồi cả. Chúng ta, máu spot đã dẫn tới 11-4 rồi. Và round này trong trường hợp và phức tạp game mình không thể thắng được thì chắc chắn sẽ là đi. Đổi có được một mạng từ vị trí của trước Starty. Nhưng mà Mossbot bỏ lắc xét bài vào A. Ném chuẩn chỉ, ném đầy đủ lắm rồi. Nhưng Grim vẫn bắt được Sersin. Và đây có thể là Random Complexity họ muốn dậy. Họ dậy rất mạnh. Grim đã ngã nhưng còn nó Elish 1v4 CW phải tự xử trong pha thi đấu này. 1v2 thực tế là làm được. Ôi bắt tạm mình tuyệt vời để hạ gục đi vị trí của Zeta. Floppy chốc lắm. Siwi đang muốn về B. Ác quỷ Siwi. Đội bạn cũng đang nghĩ là Siwi về B. Check mid trước. Check mid đã. Đúng rồi, check mid trước xong có gì tính sau. Thậm chí Siwi có thể là một bài là vòng vòng mid rồi đánh ngược lại A cơ. Nhưng có vẻ như là với góc nhìn mắt thần thì chỉ chúng ta mới nghĩ được cái viễn cảnh đó thôi. Biết đối phương ở đâu thì cũng không dại gì mà phải đánh vào bên trong bom sai đó cả. Đặt giữa bom luôn. Ăn chắc mặc bền bây giờ. Floppy tha hồ đoán. Tha hồ mà đoán xem là quả bom này thì CV sẽ đứng ở đâu. Nó đâu nhỉ? Không có kit. Mà kiểu quả bom này nhá. Ra quả bom này thì khả năng đứng kép sẽ hơi khó. Nào. Bây giờ thì thời gian vẫn còn. Floppy không kit nhưng vẫn phải check góc. Có thể là sẽ nhả smoke và cố gỡ luôn nhưng làm thế cũng sẽ là rất mạo hiểm. Có lửa vào kép sẽ là smoke ra khu vực B-RAM và gỡ. Lệch còn, lệch còn. Lệch rồi. Oh my god, đấy rồi. Những viên đạn sau là chính xác đến từ Chewie. Dead bay bom mìn rụi là liên tục. Và đây rồi, Brolin bắt được lại vị trí của chủ tịch. Là tơn đạn spam nhưng nó chưa quá chính xác. Và Chewie bò lên được khu vực B-RAM. Jim phát đổi mạng thành công, không có double kill trong trận của Jim phát. Brolin 3v này, bom sai B đã được thông chốt. Nhưng mà ở mid thì vị trí của Sersin vẫn đang hơi lâu. Smoke một bên, lửa bên còn lại không? Lửa bên còn lại. Rồi đội bạn cứ đứng đấy chờ đi, thong dong hết quả lửa rồi ra. Rồi như vậy. Thêm quả smoke nữa này. Nào. Chết nè. Đạn nè, mù nè. Complexity tôi tên này là buông tay chịu chói rồi. Ôi xếp luôn cho ESL Pro League mùa sau thôi bạn ơi. Và họ quyết định lao ra, họ quyết định đi hết. Và Mousebot lần thứ 2 liên tiếp